Messi phát biểu về khả năng nhận quả bóng vàng khiến tất cả thán phục. Sáng ngày 18 tháng 8, Messi sau 7 trận đấu với tư cách là đội trưởng của Inter Miami mới có buổi họp báo trả lời phỏng vấn đầu tiên trước truyền thông. Tại đây, Epoca đã nói về những vấn đề mà truyền thông đang săn đón, nhất là việc nhà vô địch World Cup 2022 có khả năng cao giành quả bóng vàng năm nay. Đây là giải thưởng có ý nghĩa rất lớn cho bóng đá và là một trong những giải thưởng cá nhân danh giá nhất. Nhưng tôi chưa bao giờ quá xem trọng nó, vì như tôi luôn nói thì các danh hiệu tập thể mới là quan trọng nhất. Thật sự thì tôi không nghĩ về nó, nếu đạt giải thì tốt, nếu không cũng không sao cả. Tôi đã đạt được mọi thứ trong bóng đá và bây giờ tôi chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc này. Tôi có những mục tiêu mới cùng câu lạc bộ mới. Điều cuối cùng mà tôi từng thiếu là vô địch World Cup cùng Argentina. Đó là giấc mơ lớn nhất của tôi. Và cuối cùng thì tôi và các đồng đội cũng làm được. Một lần nữa Messi lại đứng lên khẳng định với cả thế giới rằng anh sẵn sàng đem quả bóng vàng để đổi lấy những danh hiệu tập thể còn thiếu cho đội tuyển quốc gia Argentina. Những thứ anh từng vô cùng khao khát giành được. Messi chơi bóng vì cả tập thể. Đó là lý do vì sao ở Argentina hay Inter Miami bây giờ các đồng đội sẽ mở hết công suất để chạy thay Messi. Cùng 6623 hân hạnh tài trợ chương trình này. Tham gia ngay và nhận thưởng